Thưa các bạn, hôm nay Nguyên Dương gửi đến các bạn quy trình và kỹ thuật trồng ngô lai. Ngô lai được trồng vào 3 vụ chính trong năm như sau: vụ đông xuân thời gian gieo hạt từ tháng 12, vụ hè thời gian gieo hạt bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 4, vụ thu thời gian gieo hạt từ cuối tháng 6 đến trước ngày 10 tháng 8. Tùy thuộc vào từng vụ mùa, điều kiện đất đai cũng như khả năng đầu tư của nông dân mà ta cần cơ cấu giống cho phù hợp như sau. Vụ đông xuân nếu có đất tốt và khả năng đầu tư cao thì có thể sử dụng giống dài ngày và có tiềm năng cho năng suất cao. Đối với vụ hè và vụ thu nên chọn giống ngô lai ngắn ngày, và các loại đất phù hợp nhất đối với ngô lai là loại đất có tầng canh tác dày, có thể giữ ấm ẩm và thoát nước tốt. Trường hợp đất bị nhiễm chua phèn thì cần phải bón thêm vôi để cải tạo đất. Đất trồng ngô cần được cày xới kỹ, làm sạch cỏ. Số lượng giống thích hợp nhất là khoảng từ 16 đến 20 kg cho 1 hecta. Chúng ta cần xác định diện tích của mình để có số lượng giống cho phù hợp. Đối với những vùng đất tốt, chi phí đầu tư cao nên chọn giống thấp cây. Thì khi gieo hạt nên để cách cây từ 25 đến 27 cm, hàng cách hàng 50 đến 60 cm. Với khoảng cách như trên thì mật độ trồng dao động từ 67.000 đến 80.000 cây trên 1 ha. Đối với những vùng đất trung bình, chi phí đầu tư thấp thì nên để cây cách cây 25 đến 27 cm, hàng cách hàng 60 đến 65 cm. Mật độ dao động 57.000 đến 67.000 cây trên 1 hecta. Chúng ta cũng nên lưu ý vào các vụ đông xuân và hè thu nên bố trí mật độ cao hơn so với vụ mùa. Làm đất xong, cần tiến hành liên luống dựa vào mật độ khoảng cách để liên luống cho phù hợp. Nếu liên luống đơn thì chiều rộng của luống là 30 cm, còn luống đôi thì 80 đến 100 cm, chiều cao của luống là 20, rãnh giữa các luống là 20 đến 25. Cách làm này sẽ giúp mọi người chủ động được việc tưới tiêu khi hạn hán cũng như thoát nước nếu gặp trời mưa lớn. Về gieo hạt, chúng ta nên rạch hàng sâu từ 15 đến 20 cm, tiến hành bón phân lót và lấp một lớp đất mỏng che kín phân rồi mới gieo hạt. Tùy vào điều kiện đất đai cũng như mùa vụ mà ta có độ sâu lấp hạt khác nhau, thông thường từ 3 đến 5 cm, nhằm tiết kiệm thời gian, đảm bảo khoảng cách gieo trồng. Xét trên diện tích 500 m² mà lượng phân bón được khuyến cáo như sau: phân chuồng 500 kg, nếu phân chuồng không có thể sử dụng 50 kg phân vi sinh, vôi 25 kg, phân lân 20 đến 25 kg, đạm ure 15 đến 17 kg, phân kali 7 đến 10 kg. Kỹ thuật bón lót, trước hết, trước khi gieo hạt 7 đến 10 ngày, chúng ta nên tiến hành bón vôi vải đều trên mặt. Phân lân, phân chuồng sẽ được bón sau khi rạch hàng. Bón thúc lần 1 sau khi gieo hạt được 10 đến 12 ngày, lúc này cây ngô đã lên được 3-4 lá. Chúng ta nên bón 5 kg ure và kết hợp làm cỏ, vét rãnh và vun luống nhẹ cho cây. Lần 2 sau khi gieo hạt được 20 đến 25 ngày, lúc này ngô đã được 7-8 lá. Bà con bón 5-6 kg ure, 3-4 kg kali và kết hợp làm cỏ vét rạch, vun cao luống cho cây. Lần 3 sau khi gieo hạt được 45 đến 50 ngày, lúc này cây ngô đã xoắn nõn. Bà con bón 5-6 kg ure, 4-6 kg kali và cùng kết hợp làm cỏ xới sáo vét rạnh và vun cao luống để đảm bảo cho việc tưới tiêu cũng như khả năng thoát nước khi gặp mưa nhiều. Đồng thời vun cao luống còn giúp cây vững gốc, tránh được tình trạng bị ngã đổ. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để xem tiếp phần 2 về kỹ thuật trồng ngô lai của Nguyên Dương. Trân trọng cảm ơn.